Henry ơi, ngồi đó đợi nha, đi bẫy ngao nè. Rồi, cô Minh Huệ coi nha, anh này bắt đầu thu lưới ngao lại đây. Dạ. Đây là thằng đệ của con, nó đang nằm ngủ. Không được nhắc tới tên của nó, nhắc tới tên nó là nó sẽ tỉnh dậy. Nó đang ngủ rồi, con nó ngủ nha. Bây giờ thử nhắc tên nó coi nó trả lời không nha. Ti ti. Thôi để nó ngủ đi. Tên nó quá, nó dậy nó nhõng nhẽo lắm. Đó, thu lưới ngao lại đây.